Ngày 3 tháng 5, nhà sáng lập tập đoàn công nghệ Microsoft, tỷ phú Bill Gates bất ngờ tuyên bố, ông và vợ là bà Melinda Gates đã chính thức nộp đơn ly hôn sau 27 năm chung sống và có với nhau 3 người con. Hiện lý do khiến tỷ phú Gates và vợ chia tay sau 27 năm chung sống chưa được tiết lộ. Theo hãng tin AFP, hai người gặp nhau vào năm 1987, khi thiếu nữ Melinda France bắt đầu làm việc tại Microsoft ở vị trí giám đốc sản phẩm. Hai người lập tức có cảm tình với nhau và trong một lần ngồi cạnh tại bữa tối của công ty. Sau vài tháng hẹn hò, hai người chính thức kết hôn vào năm 1994 ở bang Hawaii. Theo hãng tin AFP, ông bà Bill Gates nhìn chung rất hiếm khi đề cập đến đời sống hôn nhân riêng tư. Nếu có thì cũng chỉ dành những lời khen tích cực cho nhau. Tuy nhiên, một số lần bà Melinda không biết vô tình hay hữu ý đã để lộ những góc khuất đằng sau cuộc hôn nhân tưởng chừng rất tình cảm này. Trả lời phỏng vấn tờ Sunday Times năm 2019, bà Melinda tiết lộ ông Gates nhiều lần gặp khó khăn trong việc cân bằng giữa công việc và gia đình. Tại buổi trao đổi này, bà Melinda nhớ lại chính ông Bill Gates đã từng thừa nhận điều này với mình. Bà Melinda cho biết trước khi cưới nhau, ông Bill Gates đã có dấu hiệu không thể cân bằng chuyện tình cảm và công việc khi thường xuyên làm việc tới 16 tiếng mỗi ngày. Bà kể rằng có lần bà tức giận vì chồng mải mê đọc một cuốn sách về cựu thủ tướng Anh Winston Churchill thay vì giúp bà chuẩn bị đồ và thu dọn hành lý lên xe cho ba đứa con của họ trong một chuyến đi chơi xa. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về plo@phapluottb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.